Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Tiếp tục clip hôm trước em đã báo giá một lô radio cassette Sony gồm những chiếc 560 này. Thì ở clip này thì em sẽ test chi tiết cho các bác xem. Đây là hai chiếc đài Sony 560S, dòng đài cassette 3 cục mà loại lớn của Sony. Nó chạy được cả đĩa CD, cả băng cassette cũng như là nghe radio rất là hay. Như các bác có thể nhìn trực tiếp từ phía trước này thì hai loa của nó là hai loa toàn dài phễu, giống với dòng Sony 715, nhìn rất là đặc biệt, gân là gân vải tẩm dầu. Loa này thì cho chất âm nghe tiếng rất là sáng, để các bác nghe bằng cassette cũng tốt, cũng như là nghe CD đều ok. Dòng đài này thì nó có kích thước cũng khá là lớn nha các bác nha, to hơn chiếc Sharp 939. Với kích thước tổng thể máy là chiều ngang ngang là 67cm này, còn cao là 29cm. Và ở clip này thì em cũng báo giá lại từng chiếc luôn cho các bác dễ tham khảo với chiếc ở bên trên. Còn tem zin thì em bán với giá là 3 triệu đồng. Còn chiếc bên dưới là tem dán lại, cái tem ở cái mặt loa này các bác, thì có giá là 2 triệu 9 nha các bác nha. Còn về tổng thể hình thức này cũng như là các chức năng thì hai máy đều như nhau. Hình thức máy thì còn đẹp tầm trên 80%, các bác hoàn toàn yên tâm. Để bây giờ thì em sẽ test từng cái này. Đầu tiên thì em sẽ test cái chiếc bên trên với chiếc tem zin nha các bác nha. Chiếc này thì có giá 3 triệu đồng. Đấy, cái tem dán của loa thì còn zin này, thì nó có hơi bị bạc màu theo thời gian vì dòng đài này từ những năm 2000 mà chín mấy 2000 tới giờ. Còn cái chiếc bên dưới này là cái tem dán lại này các bác này, đấy nhìn nó mới, chữ nó mới hơn đấy. Tem zin thì nó chữ nó như này đấy. Chiếc đài này thì nó có ba chức năng chính là chạy đĩa CD này, nghe băng cassette này, cũng như là phần radio AM/FM 108. Thì em sẽ test ra cái phần chạy đĩa CD trước nhá các bác nhá. Đầu năm ra tới chốn đông quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về em tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt băn khoăn, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, những gian lao chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đá trên môi xin được khắc vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đôi trao nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Ok, tiếp theo thì em sẽ test cái phần băng cassette và radio. Ngày xưa anh tôi tuy xa cách đôi đời, nhưng hai người một lối. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi, lâu dài
xuân chán gì nơi, nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người, mặc tình xuân là lời. Xuân chẳng phải riêng ngày, xuân đi rồi xuân tới, ngại gì xuân kém tươi. Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời. Bàn đàn xuân lá lơi, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Sáng 24 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật đường bộ. Quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chiều cùng ngày. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một phụ nữ dân tộc Mông. Dạ, và có 3 chặng mà chúng tôi xin được phép chia sẻ với tất cả quý vị. Là đầu tiên là chặng 1 vào ngày 23 tháng 11, lộ trình đó chính là từ ngã Ba Dòng lên huyện Hóc Môn nè. Nội dung tương tự. Để bảo vệ đại dương, song song đó các em cũng có thể viết một đoạn văn miêu tả con cá heo. Những cái điều mà chúng tôi thì thấy rằng là các thầy cô mặc dù là còn rất khó khăn nhưng vẫn hết sức tâm huyết với nghề giáo, vẫn hàng ngày hàng giờ lên lớp, đó chính là cái tình nghĩa của trò với thầy. Tiếp tục xuống chiếc bên dưới này thì em cũng test giống như chiếc bên trên nha các bác nhá. Đầu tiên em sẽ test cái phần đĩa CD này, sau đó đến băng cassette và radio. Tất nhiên các chức năng thì em đã kiểm tra kỹ hết rồi, hoạt động tốt. Máy em bán ra thì vẫn bảo hành 2 tháng cho các bác hoàn toàn yên tâm. Ở clip này thì em sẽ test trực tiếp cho các bác xem, cho các bác đỡ lăn tăn. Còn chế độ sau bán hàng thì em vẫn hỗ trợ các bác lâu dài. Ở đây đĩa CD em đã bỏ sẵn vào trong máy rồi, để đỡ phải mở ra mà vào, vì bên trên nó có một cái máy rồi mà. Ở đây thì hai cái máy em đang đè lên nhau, nhưng mà ở giữa đây thì nó có một cái mấy cuốn băng cassette để nó kênh lên nha các bác nhá. Còn ở nhà thì các bác đừng có để cái vật gì nó đè lên cái phần ổ đĩa CD trên này, vì nó chạm vào đĩa CD này thì nó ảnh hưởng cái mắt bên trong. Đấy, ở đây em đã kê nó cao rồi, cách mấy phân cho nên là nó không chạm. Thì ở nhà các bác mà đè lên thì nó hỏng mắt CD thì nó rất là phí. Mắt CD của dòng đài Sony này thì cũng thuộc dòng mắt thông dụng thôi, các bác mua ở đâu cũng được, đặt online cũng có rất là nhiều. Mắt bình thường, mắt Trung Quốc thì khoảng 100.000, mấy chục cũng có. Còn mắt zin của nó thì khoảng 150-200. Nói chung là dòng này thì linh kiện nó luôn luôn sẵn nha các bác nha. Cái này thì ở clip trước em cũng đã nói rồi, cái phần mặt là băng cassette này thì là đang còn nguyên cái giấy dán ni lông này. Đấy, các bác về dùng thì có thể lột ra hoặc là để nguyên như này cũng được. Đấy, ni lông từ ngày xưa, để nguyên thì nó đỡ chảy xước nha các bác nhá, còn không phải là vết loang lổ gì đâu. Đấy, giải thích cho bác biết cho nó dễ. Thank you.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các lá thư
điện tử, thư tay, rồi là inbox của quý vị hỏi những vấn đề xung quanh dân ca nhạc cổ truyền. Và đây là OK, em vừa test lại các chức năng của hai chiếc đài Sony 560S. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên nha các bác nhé. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.